Hôm trước mình mua rồi mà mình không có nhờ ai thêm nôm á, nên là cái cửa kính này lũ con nít nó chơi nó xách đá nó phang vào á, bế cái cửa kính này mà chưa có thời gian thay luôn, cũng để im này luôn đó, bế cửa kính này trong nhà như thế này đó, ốp gạch hết đó, mà quên cầm cái chìa khóa vào mà mới cho bà con xem trên thì cũng đem trần tôn hết rồi đó, nhà cấp 4 mà kiên cố, nói chung là rất là kiên cố đó, nhà thì gạch men ốp sạch sẽ, công năng là phòng khách này, rồi ở dưới là một phòng ngủ, rồi dưới kia là một phòng bếp, như vậy thôi đó. Quay sơ sơ và bà con hiểu được cái nhà. Bên này có một cái nhà kho riêng, bà con có thể tận dụng làm nhà bếp hoặc là làm cái nhà kho chứa đồ. À. Hi, Tùng TV xin kính chào quý bà con. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2022. Đó thì mình có dịp về chư xê giao bò và mình ghé thăm cái nhà của mình mua bò ra này mấy năm rồi. Đó thì mình quay sơ sơ cái nhà này đó, và cái video này với nội dung là bà con ai quan tâm đó đến cái nhà này, một là thuê hai là bán, thì cùng xem tham khảo cái nhà này nhé. Thì cái nhà này thì mình chia sẻ với bà con, nhà cấp 4 kiên cố đó, ở xã Gia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Đó thì cách thành phố Pleiku chỉ có mười mấy km. Cái đường này thì chia sẻ với bà con rất là rộng. Và cái nhà này thì chia sẻ với bà con là được hai mặt tiền. Mình quay sơ sơ cái nhà để bà con tham khảo nha. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Đó thì nhà này thì nhà cấp 4, mình mua mình để trên này thì cũng cách nay 2 năm rồi mà không có ai ở hết. Đó thì hôm nay có dịp lâu lắm mới về trên chư xe giao bò và công việc đi miết, nên là bữa nay mới về này giao bò, có dịp thêm cái nhà. Đó thì nhà này thì nhà cấp 4 kiên cố đó, trần bán thì rụng đố rồi ok hết đó, cửa thì cửa kính, nhà thì công năng là một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, và bên ngoài này có một cái nhà kho riêng biệt đó. Thì ở gần gần đây có nhờ ông anh ở gần đây xem ông thêm nôm cái nhà giùm đó. Nay thì mình lên mình thêm cái nhà. Mùa bơ vừa rồi bán được bao nhiêu? Hả? Mà đưa bán hả? Trái sai quá trời luôn mà em muốn có không lên hái nữa. Nhỏ trái đi. Sai quá rồi, đã nhỏ chứ giờ biết sao. Đó. Thì công năng cái nhà thì nó như vậy, nhà thì đầy đủ công trình phụ, nhà cầu, nhà tém. Đó. Chiều ngang của lô đất thì 14 mét, nửa hậu. Và chiều dài thì được một phía thì 45 mét, một phía là 50 mét. Đó, trong nhà thì chia sẻ với bà con là bơ, vườn này thì bơ với lại tiêu. Đó. Được hai mặt tiền. Phía sau này một mặt tiền nữa, đó là cái vườn. Rồi vào được con tầm mấy chục gốc bơ 034. Đó, và mình cũng chả có thời gian đi hái luôn, nhờ ông anh ở trên này ông xem ông coi nhà cửa rồi ông hái. Đó, rất là mát mẻ. Nhà thì chia sẻ với bà con được rào B40 hết đó. Bao tranh chấp không có, không có lấn ranh trồng ranh gì hết đó. Phía sau này một đường nữa, đường quy hoạch phía sau này là 15 m, đường mặt trước là 13 m đó. Được rào B40 kiên cố, ranh giới rõ ràng, giới tờ thì mình ném này 2 năm rồi đó. Tại nhà này thì chia sẻ với bà con ai mà vợ chồng nào mà mới cưới á, thì ra ở riêng đồ á thì thích hợp đó, thuê hoặc là muốn mua, có nhu cầu mua thì liên hệ mình cho thuê dài hạn cũng được hoặc bán cũng được. Này mua giờ để không cũng làm gì đó. Này công trình phụ đầy đủ đó, nhà cầu nhà tém mình cũng khó lại hết, để không người khác đi vệ sinh bắn nên mình khó cửa hết. Còn giếng thì đây, giếng có sẵn đây, đợi đanh lại đó, giếng này ngay vị trí này đó, bỏ lâu quá rồi. Bây giờ bơ thì bơ này là 034, bơ dài dài như trái dưa leo đó, rất là xài trái. Còn bơ này là cây bơ bút, bơ bút thì bây giờ vẫn còn trái, chứ còn bơ 034 nữa hết rồi. Còn bơ bút thì còn được một số đấy.
Hái đi bò. Dạ rồi, bơ bút này giờ chiến rớt đời hết đấy mà. Đó. Sáng hôm nay thì mình cũng không có cầm cái kiểu khó, do là mình cũng không nghĩ là giao bò nó ở gần cái nhà mình như thế này. Đó. Còn chịu khó thì mình vào mình quay tổng quan cái nhà hết cho bà con xem tham khảo. Mà không có cầm thì chịu khó. Đường phía sau của nhà thì đây là đường nhựa. Còn phía trước nhà thì đường đất bà con. Đó, chưa đủ nhựa. Đó, khu vực này dân cư hiện hữu. Đó, dân cư rất là đông. Đường này thì quy hoạch là 13 mét này. Đó, rất là rộng. Chưa đủ dầu. Đó, ngọn nhà này thì mới soi vừa xem. Soi quay ra mặt cái đường sau kia. Đó. Nhà mình thì điện thì cũng gần nhà. Điện nước đồ thì ok. À, chiều rộng lô đất thì đây cũng làm tường rào đồ rõ ràng, là từ này qua tới bên kia là 14 mét. Đó. Chiều dài nó tổng hết cái lô đất này thì rơi vào tầm hình như là 730 mét, trong đó có 150 mét thổ cư. Đó. Nhà cửa thì ổn định như thế này. Đó. Vợ chồng nào mới cưới mà chưa có điều kiện cất nhà, muốn thuê ở dài hạn thì mình cho thuê. Ở quản lý cái nhà rồi. Ở đây thì điện đường trường trạm thì cách nhau không cỡ trong vòng bán kính 3 km là trường cấp 1, cấp 2 đầy đủ nha. Đó. Trong vườn thì mát mẻ, có được mấy chục gốc bơ 034. Với lại trước nhà có cây mận. À, cây mận này rất là ngon. À, ông anh ở gần đây, ông nem ông mé bớt cái nhánh ở dưới này để cho nó thoáng đãng cái nhà, nhờ anh hết. Dọn vệ sinh rồi cứ lâu lâu dậy cỏ này, rồi thêm nôm nhà cửa. Nhưng không, hôm trước mình mua rồi mà mình không có nhờ ai thêm nôm á, nên là cái cửa kính này lũ con nít nó chơi nó xách đá nó phang vào á, bế cái cửa kính này mà chưa có thời gian thay luôn, cũng để im này luôn đó, bế cái cửa kính này. À, trong nhà như thế này đó, ốp gạch hết đó, mà quên cầm cái chìa khó vào mà mới cho bà con xem. Trên thì cũng đem trần tôn hết rồi. Đó, nhà cấp 4 mà kiên cố, nói chung là rất là kiên cố. Đó, nhà thì gạch men ốp sạch sẽ. Công năng là phòng khách này, rồi ở dưới là một phòng ngủ, rồi dưới kia là một phòng bếp, như vậy thôi. Đó. Quay sơ sơ và bà con hiểu được cái nhà. Bên này có một cái nhà kho riêng, bà con có thể tận dụng là nhà bếp hoặc là làm cái nhà kho chứa đồ. Đó. Còn cái nhà bếp đây, cửa bế nữa không bà con. Đó. Nhà bếp này thì cũng ốp gạch hết. Rồi, quay cho bà con xem. Đó. Rộng rãi như thế này. Đó. Để bà con làm nhà bếp hoặc là làm cái phòng khách, cái phòng chơi bời ở phía dưới. Đó. Nhà này thiết kế xây dựng cũng đơn giản nhưng mà kiên cố. Đó, đanh đồ là đổ hết nhé bà con. Đanh này đổ hết. Nhà tôn, đó, lợp tôn. Này hiên đồ bài lá. Ơ này mát mẻ lắm bà con. Đó. Thì nói chung là mua rồi, mình mua năm 2019 thì bữa nay mua 2020 á. Nay 22 năm rồi. Mua 2 năm bỏ không như thế này, hái được cứ mùa bơ lên hái được mớ bơ về ăn lại rồi. Đó, còn nhiều để ông anh ở gần này ông bán. Đó, ông xem ông chăm sóc giùm rồi ông bán. Đó, bơ rất là sai trái, bên kia còn cây bơ bút đó. Đó. Bơ mình nó hái mớ về ăn thôi, hôm trước rồi bơ 034 cũng không có thời gian lên hái nữa. Đi làm miết thôi. À, còn khu này anh dễ có, cứ dễ lên, có người ở chăm nôm, trèo lên nhé. Để gì trèo lên hái mớ lớn lớn hết trơn đấy. Đó, nhà tém thì bên đây, còn nhà cầu thì mình khó lại, mình không để cho người ta đi vệ sinh. Của nó bóng đó. Nhà tém này ốp gạch đổ hết như thế này đó. Trên thì đanh đổ đó. Nhà vai là bù cũng còn nguyên vai, nhưng mà nói chung là không có ai ở cho nên là nó bóng, nó không có được sạch sẽ đó. Cánh cửa ở nhà cầu thì khó hết lại rồi đó. Nói chung công năng của cái nhà này, vợ chồng trẻ với hai đứa con sống rồi, khu vực này đi làm công ty hoặc là mua bán đây rất là tiện cho những người nào mà biết mở ăn, mở quán ăn đâu á. Khu này mua bán ở dưới này nhà rất là đông đó, rất là đông dân cư, nên là
mở quán ăn sáng hoặc là bán tạp hóa đồ thì khu này ok. Đó. Trường thì chia sẻ với bà con cách đây con cửa trong vòng bán kính 3 coi. Cái trường cấp 2 anh em gần đây, còn cái trường cấp 1 thì nó ra ngoài chỗ xã Gia Tim, cách đây con cửa 2 đến 3 cây số thôi. Trước này có điểm trường và trường làng đó. Trước mặt nhà mình có điểm trường làng đó. Thì nguyên lô như vậy, có nhà chính rồi một cái nhà kho đó, để chứa đồ đó. Công trình anh em trên đất là được bao nhiêu đó. Muốn thuê thì thuê, mà muốn mua thì mình bán. Thì là cũng có thời gian quản lý nữa. Đó, nó như vậy. Mát mẻ, khí hậu mát mẻ. Bờ này thì chia sẻ với bà con trái rất là sai. Đó, một năm cứ năm nào mình cũng lên thì trái rất là sai. Chỉ còn cái cây bơ bút kìa, bò nó hái mớ nữa về ăn thôi. Trời, hai tiểu lớn được. Tiểu lớn được, để anh hái à. Đó. Nó nhị ký quá nên là nó không dám trèo cây bơ. Đấy, mỗi lần thêm nhà là cứ được tâm bơ rồi vậy rồi chứ. Giờ đâu có gì đâu. Giờ mua cho bó hai anh em rồi chứ ít gì. Dạ. Mua ở đây 220 anh em hai rồi, hai anh em rồi. Đất cái này được việc là tốt, trồng cái gì ấy lên hết. À, giờ su su này. Ừ. Su su mà trái gớm không? Trồng nhẹ nhẹ mà trái âm sùm hết. Bò thả bò lép kép kia mà trái âm sùm hết. Có nấu canh, có sao. Đó. Rồi, đó thì quay sơ sơ cái nhà ấy, bà con tham khảo. Ai có nhu cầu thuê, bán gì đó, mua gì đó thì liên hệ mình. Đó. Hai ba năm rồi, mua bó hai ba năm rồi. Này mình mua mình tính để đây rồi khi nào mà đường xá đồ làm cho sạch sẽ gọn gàng thì mình ở, hoặc là con cái sau này nó lớn nó ở nhưng mà xa quá, thêm đi lại thêm nôm nó vất vả quá đó. Là có ai mà muốn ở thì mua hoặc là ở thuê thì ở mình cho ở giá siêu yêu thương luôn. Rồi lên đường về đó. Đi giao bò một công đôi việc được nhiêu đó.